Rồi chú đi vào đi. Ở chú ở chỗ nào? Trong trong kia chứ đúng không? Ừ. Rồi chú vào mở cửa cho con vào tí nào. Đi lên, chú ở ở đi ra vỏ lấy chuột phá rồi. Chú là ở đây được lâu chưa? Đi lấy, lâu rồi. Đi lâu rồi. Chỗ vỏ lấy chuột phá rồi. Con đi lấy cái. Chú đóng cửa rồi hả? Ừ. Ồ, ở đây thì nóng lắm nha. Lâu nay là con cứ tưởng là chú là ở giấy trọ đó. Đó nhờ nước đã quen. Ờ. Đi đây. Thế kệ để cho bé chạy, nó đang chạy đi lấy đó. Thế là chú ở đây là được mấy năm rồi? 3 năm rồi. 3 năm là ở đây thế hả? Ừ. Ngoài là ở bên chỗ nhà người ta tập thể dục đó. Vậy hả? Con đất trống người ta chờ đậu rồi người ta lấy lại người ta làm. À ý là hôm trước là chú ở bên kia. Ừ. Rồi bây giờ là chú ở sang chỗ bên này. Ừ. Ờ. Ôi trời. Ở như thế này thì nóng lắm, dạo này nắng lắm nha. Rất là bé là cũng ở đây luôn. Ừ. Ở đây thì có điện không chú? Có nhờ điện luôn đó. À nhờ điện bên kia hả? Đốt cần điện. À dạ. Như bật quạt. Tại con thì không gặp chú sớm đấy, chỉ gặp chú sớm thì con lại biết ở ở như thế này thì quay hoàn cảnh chú lên thì lại nhiều mạnh thường quân người ta lại cũng giúp đỡ chú từ trước rồi. Vâng, thế này nay con mới gặp được thôi thì muộn còn hơn là không đúng không? Chủ đất này là lại của ngân hàng. Dạ. Ồ, đây thì nóng lắm. Thế bình thường là chú nấu ở đâu? Nấu ăn cơm ở đâu? Nấu đây luôn hả? Nấu đây luôn. Ồ, nấu trong này luôn đó hả? Ừ. Trong này thì nóng lắm. Cái bếp ga đâu chú nấu đâu được? Nấu nồi điện. Nấu nồi điện đó hả? Thì bếp ga nhỏ. À. Tắt trong đó rồi. Sau này chú nào đi ra ngoài không tắt quạt đi, không có nóng? Hay là vừa bật lên vậy? Vớn, hồi nãy mới đi vớn. À, vậy hả? Bảo không sao. Thế là buổi tối là hai ông cháu đây là nơi đây là nơi ngủ của hai ông cháu là được 3 năm rồi. À. Ở đây thì ban ngày thì là ban ngày thì phải ở qua bên chỗ nhà hàng xóm ở chứ hay ở đây? Ban ngày. Ở đây hoài. Ở đây hoài hả? À. Nhưng mà bữa giờ này nắng nóng vậy thì ông cũng hai ông cháu cũng ở đây luôn. Không có quen rồi. À quen rồi hả? Nóng lắm, nóng quanh nhà. Nóng quá rồi chạy lên nhà ở vậy. À dạ. Thế là tắm rửa thì là ở bên kia. Yeah. Còn ở đây chỉ ăn uống rồi ngủ là ở đây thôi đúng không? Yeah. Thế mà lâu nay con cứ tưởng là chú là thuê giấy trọ ở đó chứ không biết được là hai ông cháu là ở trong cái liều như thế này đâu. Đâu có. Vậy tại lần trước con này cũng không có ghé vào trong nhà nên con không biết được. Thế chú kêu bảo là ở trong giấy trọ đó. Nên là ở trọ đằng kia con này tưởng đâu là ở trong giấy trọ là có phòng rồi nước nuôi đàng hoàng chứ đâu biết rồi chú ở như thế này đâu. Hồi mới lên thì ở bên Đồng Nai bên đây ở trọ. À dạ. Cái lên đây không ở trọ. À. Đấy đây là nơi của hai ông cháu mà ở 3 năm rồi. Thế là chú là bây giờ là có hay lui tới đây không ạ chú? Không có, ít lắm. Ít lắm hả? Cái nhưng mà mấy cái đồ này thì sao? Thì đồ này nữa đầy chạy lên bán ra. Như là cái này của chú hay là của ai? Của tôi. À, của chú luôn hả? Ừ. Chú đi qua bao nhiêu rồi mà vẫn để đây mà không bán đi? Chưa bán, cái chạy này đầy xe. À vậy hả? Xe tải bự. À, thế cái này lâu rồi chú để đây là lâu chưa? Trong mười mấy ngày. Mười mấy ngày hả? Ừ. Cứ về là chú đóng vậy à? Đây xe anh ta nó lại chở. À đây xe nó lại chở hả? Ừ.
Tức là cứ mười mấy ngày là rất là nửa tháng là người ta lại chở một lần hả? Một tháng chở một lần hả? Bé à, con đứng như thế này, con cầm điện thoại chú cái nhé, con cầm như thế này đó, con đừng có rung nhá, con cứ quay chú với ông nhá. Chú với ông đi đâu thì con quay với nó nhá. Thế là cái này là bây giờ là chú một tháng là cứ bán một lần hả? Một tháng bán như vậy thì một xe đến như vậy bán được bao nhiêu tiền? Thì theo hàng lên hàng xuống. Đấy, như bình thường là một xe vậy được khoảng mấy triệu? 4 triệu 5 triệu. 4 triệu 5 triệu đó là một tháng hả? Thế là một tháng là được 4-5 triệu rồi, bắt đầu là hai tiền để hai ông cháu chi tiêu rồi nuôi ăn học cho bé. Gửi về quê có tiền gửi về quê không? Có, gửi cho bà. À vậy hả? Thế một tháng thì chú gửi cho bà nhiều không? 1-2 triệu vậy đó. Thì có 4-5 triệu mà đúng không, thì gửi nhiêu đó thôi. Đây là nóng lắm. Làm năm nay nữa về quê đi. À vậy chú tính là hết năm nay về hả? Về rồi cho bé về để đi học luôn là hay sao? Cho đi học. Thế là không ở cái này nữa. Không biết còn làm được không nữa. Ý là tùy vào sức khỏe đúng không? Ừ. Nếu mà mình mà làm thì cứ làm. Còn sức khỏe là còn làm rồi, nếu không còn đi. Nóng này, con đứng luôn đây mà nóng quá, hết mồ hôi luôn đây này. Trời ơi, thế hai ông cháu ở đây được là mấy năm rồi, đây là cũng giỏi đó. Có năm nay sao nóng dữ vậy? Rồi, chúng ta.